Các bác thân mến, ở video clip này em sẽ test chức năng hoạt động của chiếc âm ly Luckman 505 UX để gửi đến anh Minh ở Tiền Hải, Thái Bình. Cũng theo yêu cầu của anh thì trước khi gửi hàng đi cho anh thì em sẽ test các chức năng hoạt động của nó để anh thấy được các chức năng của nó hoạt động rất là ok. Và em ghép tạm với cặp loa JBL L100 Century phiên bản thẳng hàng. Cặp loa này thì có mức giá là 35 triệu 500 nghìn đồng. Một bát 30, một loa trung giấy và một loa chép giấy. Đây là những mẫu model rất là nổi tiếng của dòng JB. Với tình trạng của nó thì tuyệt vời, rất là đẹp. Ở phía trên đó là chiếc đầu CD Marzahn 17DA. Chiếc đầu này thì còn nguyên cả thùng xốp, có giá là 17 triệu đồng. Có đầy đủ phụ kiện đi kèm theo cho các bác luôn. Rất là đẹp, sang trọng. Marzahn thì tiếng của nó rất là mềm và dẻo tiếng. Còn ở phía dưới đây là chiếc âm ly Luckman 505 UX. Đây là đường cái nồi tín hiệu đi vào. Anh cắm cổng nào thì anh có thể vặn về cổng đó. Em đang cắm vào cổng line này. Rồi bên đây là cái cổng kim MC MM dành cho đầu đĩa than. Rồi là đường Z out, speaker AB và A cộng B. Chế độ chỉnh bass này. Chế độ chỉnh chép. Và đây là ba lăng. Đấy. Nhìn hai cái đồng hồ VU nó vẩy thì rất là đẹp. Màu xanh lơ. Chiếc ly này thì rất là đẹp. Dòng này thì vừa chơi hay vừa bày đẹp. Nhìn hai cái đồng hồ VU của nó ở giữa này, nhìn ve vẩy nhìn rất là đẹp mắt. Còn đây là ở phía sau của nó. Nó có dây nguồn và khiển đi zin theo của máy luôn. Đây là em sử dụng một cái dây ba chân này tạm để cắm vào đây để test qua các chức năng của nó để anh có thể nắm được thôi. Đây là toàn bộ ở phía sau. Dòng này thì bên này là cầu A này. Chỗ này là cầu A. L và R. Bên ngoài là cầu B. Đây là đường các nối tín hiệu đi vào. Tất cả những sản phẩm gửi đi cho các anh thì đều được bên cửa hàng của chúng em test kiểm tra rất là kỹ sau ấy mới gửi hàng. Và bác nào có yêu cầu test thì bên cửa hàng của chúng em sẽ test âm. Do đó thì các bác cứ yên tâm. Và sau đây thì em sẽ test qua một đoạn để anh Minh cùng toàn thể các bác có nghe được chất âm rất là tuyệt vời của chiếc âm ly Luckman 505 UX này nó đem lại. Một hôm anh về em bâng khuâng đứng trong theo khoảng hôn nâng niu chân người em yêu, em nhớ thương nhiều, lòng sao xuyến thêm nhiều, hiu hắt sương mờ xuống tịch liêu. Rồi em đi nhặt hoa con xe em trong thơ, thầm trao cho anh những ký tâm hồn bơ vơ. Khi gió sang mùa làm rơi lá bên hồ, hoa nói lên ngàn nỗi mong chờ. Có biết rằng tâm tư em một lần đầu tiên. Như vậy thì anh Minh thấy được chiếc âm ly của anh hoạt động rất là ok nhé. Nên thì anh cứ yên tâm. Sau đây thì em sẽ vệ sinh lại và sẽ đóng gói hàng gửi về cho anh. Sau khi đi bên cửa hàng của chúng em đã dán tem thì chuẩn bị khâu đóng gói như thường lệ thôi. Cuốn túi bóng này. Đấy. Chiếc ly này thì chơi rất là tuyệt vời rồi. Đây là nguyên thùng của nó này. Thì anh có thắc mắc là dây nguồn zin và khiển zin hay không? Thì xin thưa với anh thì đầy đủ hết. Dây nguồn zin này,
Lukman, anh đều biết rồi. Đây, dây đặc chủng riêng của nó rồi. Đây là tablo, sách hướng dẫn, rồi là khiển zin của nó và cả pin luôn. Đây, đầy đủ hết. Bên trong là những lớp xốp này, mút này để kê các góc cạnh của sản phẩm. Rồi là túi bóng nổ này. Đấy. Túi bóng nó kê rất là êm. Phụ kiện của nó thì đầy đủ hết nên là anh cứ yên tâm. Thùng của nó thì rất là đẹp, vẫn còn cứng cáp. Dòng mút đen này thì các bác nhìn thấy nó xung quanh nó được những bố trí những cái xốp mút này, nó đều gắn cố định vào đây rồi. Do đó thì các bác chỉ để âm ly vào vừa khung luôn. Đấy. Và các xốp bên này thì sẽ kê xung quanh các góc cạnh của nó. Rất là an toàn và chắc chắn. Do đó thì hàng vận chuyển về cho anh thì anh cứ yên tâm. Sau khi đóng vào trong thùng của nó thì bên ngoài thì bên cửa hàng của chúng em sẽ sử dụng thêm một lớp túi bóng bên ngoài nữa để tránh cái trường hợp mà bị ẩm ướt nó hư hại đến cái thùng xốp này. Cái đó hàng mà vận chuyển về chỗ anh thì anh cứ yên tâm thôi. Chiếc âm ly này thì anh có người nhà chạy xe tải cho nên thì anh đã bảo bên cửa hàng của chúng em sẽ gửi về theo xe tải về cho anh. Cho nên thì xe của người nhà nên vấn đề vận chuyển thì cũng không e ngại. Vì cái đồ sản phẩm như thế này thì người nhà của anh cũng đều đã biết rồi. Sau đó thì sẽ được bảo quản rất là yên tâm.